bạn thấy mình như thế nào, có giống như những gì bạn nghĩ không? À, hơn cả trong cái cuốn sách đó nữa. Dạo này bạn cũng không có chuẩn bị được gì quà cho bạn á, chứ mình tặng mình cho bạn được không? À, không sao. Trời ơi, sốc nha, sốc nha. Để xem bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào đây, mời chúng ta hướng về sân khấu để xem. Mời bạn nữ của chúng ta xuất hiện. Chào bạn, mời bạn ngồi. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Thanh ạ. Thanh bao nhiêu tuổi? Hôm nay em 21 tuổi ạ. Hiện giờ Thanh đang làm gì? Dạ em là sinh viên mới tốt nghiệp của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 ạ. Để từ từ để mời bạn trai ra để bạn nghe luôn nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên đó luôn ạ. Đẹp trai mà tới đây tìm người yêu. Tôi thật sự tôi cũng chưa tin lắm, nhưng mà để hỏi cái đã. Bạn tên gì? Dạ em tên là Lê Vũ Minh Triết. Năm nay em 25 tuổi. Lê Vũ Minh Triết. Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên thiết kế quảng cáo. Nhân viên thiết kế quảng cáo. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 3 mối tình thôi. Chỉ có 3 mối tình thôi. Nhưng mà hầu như là tình đơn phương không à. Là em đơn phương người khác thôi. À vậy à? Dạ. Bạn có tìm hiểu lý do tại sao ba cái mối tình đã chưa đến với bạn để hai người cùng tìm một tiếng nói chung chưa? Thật ra thì em cũng không tìm hiểu về lý do lắm. Chỉ biết là người ta không có chấp nhận cái lời. Bạn có thổ lộ chưa mà bạn biết là người ta không yêu bạn? Dạ rồi. Rồi dạ, thổ lộ rồi nhưng mà không được. Bạn thổ lộ bằng thư hay là lời nói hay là nhắn tin? Dạ mình bằng lời nói. Nói luôn? Dạ. Nói thẳng luôn, nói dạ. Sao? Anh yêu em. Rồi bạn kia nói sao? Nhưng mà em không có yêu anh. Chưa vậy trơn vô cái đập cái là anh yêu em rồi, ai mà phụ nữ người ta phải e thẹn. Đó là nói thẳng có gì đâu, chuyện dạ. Bình thường đúng không em? Tình yêu hiện đại yêu rồi nó yêu thôi. Trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Còn nhỏ mà đúng không? Dạ đúng rồi, em còn nhỏ cho nên là cũng chưa trải qua mối tình nào mà thật sự gọi là tình yêu là sâu sắc hết. Nghĩa là tình sinh viên, tình học trò thôi ha. Dạ đúng rồi đó chị. Những mối tình đó nó kéo dài được bao lâu? Dạ thật ra nó không có bắt đầu nên nó không có kéo dài. À cái là, mình... là em tán tỉnh bạn đó. Dạ. Em tán tỉnh bạn đó. Tán tỉnh sao em? Thì em tiếp cận bạn đó là em xì lốp xe của em cho nó lụng rồi em xin đi xe cùng với bạn đó đó. Em tự xì lốp xe của mình hả? Em với bạn Thanh em xì. À rồi cái mình làm bộ như xe mình hư vậy đó, cái mình xin quá gian cái người mà mình thích. Dạ, hay à, cái chiêu này tôi phải bắt chước mới được. Này ta gọi là gai hàng. Gai hàng, gai hàng. Ủa em. Dạ. Em có xài kem trộn gì không? Sao da đẹp dữ vậy? Trắng mà mịn không tì vết luôn kìa. Ngưỡng mộ quá à. Trời ơi, dạ không chị ơi. À, không có đi đâu ra ngoài hết trơn hả? Ở trong nhà không vậy hả? Dạ đúng rồi. Thường thường thì em giờ hiện tại thì em đang kinh doanh quần áo online tại nhà. Ừ. Nên là em không có đi ra ngoài. Em rất là xinh. À cái gì cũng em rất là xinh mà tại sao em chưa có bạn trai thì chị cũng hơi ngạc nhiên. Chắc em nghĩ là do em hơi bị mê tín xí. Mê tín là sao? Dạ thì em hay bị thích coi mấy cái như là cung hoàng đạo rồi là tuổi tác năm sinh có hợp nhau không á. Em bị mê tín hóa nặng luôn, mặc dù em cũng biết mà em không có kìm lại được. Có nghĩa là mình biết mình như vậy là cũng có đúng không đúng lắm mà mình dạ, không kìm lại được. Dạ, cho nên là bây giờ sao em phải lựa chọn cái người đúng tuổi đúng mạng đúng rồi thì em mới quen hay sao? Chắc là vậy á, nhưng rồi mà giờ em thấy là em thích ai á toàn trái tuổi trái cung không à, nên là thôi em giờ kệ luôn. Thôi thôi vậy để hỏi tuổi trước đi. 25 tuổi con gì? Dạ tuổi con thích. Con gì? Con thích. Con thích hả? Dạ con thích là em của con rắn. Hài hước quá. Con đít bên đây có hợp không? Hãy hỏi trước cái đó rồi. Bên đây em tuổi con gì? Dạ em con gà Quý Dậu. Rồi con gà mình cắn con đít là chết rồi. Đó. Bóp bóp bóp. Gì nữa con gà ăn con không, gà với gà dậu, dậu tỵ rất là hợp nha. Dạ dạ. Hình tỵ ngồi mùi thân dậu tức hệ. Hợp không? Không bậy nó bạ không à. Hợp chắc không anh? Chắc chắc luôn. Bây giờ anh hỏi em là bạn kia rất tin dì Loan, bạn có tin dì Loan không? Dạ thật ra em không có tin dì Loan. Không có tin dì Loan? Dạ. Nếu mà bạn gái của mình rất tin dì Loan, cái gì cũng đi xem bói hết trơn, bạn nghĩ thế nào? Thật ra thì mỗi người một cái suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà quen nhau thì mình có thể mình giúp cho cô đó, cô có thể là từ bỏ những cái thói quen. Nếu cô không từ bỏ luôn sao? Sao từ bỏ được? Cái đó em từ bỏ luôn. Nếu không từ bỏ là mình từ bỏ cổ. Dạ. Trời đất, trời hiểu luôn nha. Căng, hiểu luôn căng, nha căng. Rồi em hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn là gì? À, thì em thấy cao hơn em xí khoảng 1m70 trở lên đó chị. À, có nét gì đó bí ẩn lạnh lùng để cho em chinh phục nữa. À, không thích con trai ẻo lả. Bên kia có ẻo lả không anh Linh? Dạ không chị, em men lắm chị ơi. Em không có ẻo lả
đâu nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị vẫn còn đang băn khoăn vì cái điều em nói là người ta mê tín mình, người ta không bỏ thì mình bỏ người ta luôn, là cái điều đó chị cảm thấy nó không có ổn chỗ nào. Em nghĩ sao về cái nhận xét của bạn trai bên kia như vậy? Em thấy con trai vậy là không có được. Nó em thấy là ví dụ như yêu nhau thì có gì góp ý sửa sai này nọ, chứ không nên cái tự nhiên cái thấy gì mới cái gì đó là đòi bỏ vậy là không có được. Đúng rồi, rủi lấy mốt mình yêu nhau đắm đuối rồi cái mình làm gì trật ý người ta bỏ mình thì đúng sao? Đúng rồi. Không, mình phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Phụ nữ là quá thiệt. Chính vì vậy mình phải bỏ người ta trước. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe bây giờ cũng hề, hai bên cũng hiểu nhau ít rồi ha. Dạ. Bây giờ dạ. Sở trường của bạn là gì? Dạ, sở trường của em thì em có thể hát. Hát? Dạ, có thể nói tiếng phim bộ Hồng Kông. Rồi, thử cái phim bộ Hồng Kông thôi. Dạ. Hay à, tiểu muội à, tại sao để cho Quỳnh chờ đợi lâu như vậy hả? 25 tuổi, 25 năm rồi mà chưa có gặp tiểu muội đó mà. Hôm nay được gặp tiểu muội thiệt là vui quá đi đó. Vậy còn bạn, bạn có sở thích gì? Bạn dạ. có năng khiếu gì không? Em thấy thì em có nhiều năng khiếu lắm. Nhiều lắm hả? Nhưng mà mỗi cái biết ít là thằng nào cũng không có gì gọi là đặc sắc. Đặc sắc à. Em thích hát với lại biết nấu ăn. Em thầy hát một khúc. Em hát bài chậm lại một phút của Vân Mai Hương. Một khúc thôi ạ. Một khúc thôi, ok. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Đáp lại liền, đáp lại ngay luôn. Yêu anh đi em, anh không đòi qua la 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 la. Chia tay anh không đòi lại qua la 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 la. Thôi tôi thích bạn này, tôi thích bạn này. Nói lại câu chị nghe coi. Ví dụ em khen chị đẹp đi. Ê dạ, thiệt là hôm nay chị cách tường xinh quá nhờ. Ờ hả? Thích quá đi à, thích quá đi à. Được, 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 được. Còn tài gì nữa không em? Dạ, em chỉ có tài hát với lại tài nói vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Còn nhiều trước quốc hết hả? Không, tài từ từ em để em thổ lộ cho bạn nó thấy rồi thì. À, dạ. Đứng lên có cao nhiêu? Bên đây người ta đòi cao kìa. Dạ, em cao 1m73. 73, được, dạ. Chuẩn. Có cần xoay vòng rất mua đen, rất chuẩn. Hài hước, vui nhộn. Dạ. Nói chung là tôi thích rồi đó. Tôi thấy được rồi đó. Dạ. Chị thấy được rồi đó em. Chị thấy được, chắc em cũng thấy được. Nhưng mà còn cái quan điểm hồi nãy là em phải triệt để. Cái vụ mà họ hở mà không được bỏ là em phải triệt để cho chị nha. Bây giờ trước khi qua xem mặt á, anh thấy em cầm cái album này là gì vậy? Dạ, cái này là hình mẫu bạn gái của trong mộng của em. À, cái này là cái phương pháp cua gái mới nè. Đưa bạn gái coi cái này là tôi hiểu liền ha. Dạ, dạ. Nãy qua anh xem của cái trắng cái tâm. Không, tôi nghe mà tôi chưa có thấy. Đưa đây, anh xem em qua cho em xem. Coi trắng. Đây, cái cuốn này đây coi. Đây. Để anh xem nha. Không cần trắng như Ngọc Trinh. Mày trắng này nha, mày trắng hơn luôn á. Không cần xinh như Tâm Tích. Cái này xinh này nha. Xinh như Tâm Tích á không? Chị ấy luôn chung tình. Có chung tình không em? Quá chung tình luôn á. Quá chung tình. Quan tâm và tin tưởng. Tin tưởng không? Quá tin. Nếu như người kia tin thì mình sẽ tin lại. Có quan tâm mọi người không? Cái này tôi thấy sắc vỡ quá à. Em quá quan tâm mọi người luôn. Đôi khi tỏ ra dễ thương này, dễ thương là khỏi cần nói. Cũng làm mình vui lắm đấy, về thấy vui rồi. Biết lao động bằng đôi tay, ủa lao động bằng gì? Dạ em lao động cả tay cả chân luôn. Lắng nghe người lớn dạy, có lắng nghe không? Dạ có chứ ạ. Nếu mà chồng dạy nghe không? Chồng dạy nghe cái đúng thôi, sai phải nói lại chứ. Sai thì dạy lại đúng không? Dạy lại đã. Rồi, đây thẳng em đi, chút kiểm tra coi được hay không? Nói chung là cuốn sổ của em á là bên dạ. kia còn hơn cuốn sổ luôn rồi. Hơn luôn hả? Hơn. Thôi là... bây giờ chúng ta hãy để cho hai bạn trẻ gặp nhau để cảm nhận và để quyết định. Đúng xem rồi. Chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau. Kéo màn lên. 2 phút gặp mặt để hiểu nhau hơn, để quyết định nhấn nút hẹn hò hay là không hò hẹn. Bắt đầu. Cảm ơn. À, nãy giờ ngồi bên kia thì mình có nói cái hình mẫu lý tưởng của mình á, với lại trong cuốn sách đó cũng ghi. Thì bạn, mình đã nói rồi những cái hình tượng, hình mẫu của mình rồi. Thì bạn nghĩ mình như thế nào? Có cái gì đó giống như những gì mình tưởng tượng á.
cũng hài hước, rồi cũng không có bột chột. Nói chung là mình thích. À, mình thích rồi. Mình rất là thích. Bạn thấy mình như thế nào? Có giống như những gì bạn nghĩ không? À, hơn cả trong cái cuốn sách đó nữa. Dạo này bạn cũng không có chuẩn bị gì quà cho bạn á, chứ mình tặng mình cho bạn được không? À, không sao. Trời ơi, sốc nha, sốc nha. Thật ra thì đến đây rất là vui được gặp bạn. À, vậy thôi bấm nút đi. Trời ơi, thôi thôi gì nhanh còn lẹ. Thôi được rồi, vậy đi. Tôi đứng hình luôn vậy đó hả? À, đứng hình luôn rồi mà quay qua đi. Hình như mày vội vã lắm. Ủa, cái gì chưa vậy? Gì đã tặng mình cho bạn rồi thì cái chuyện bấm nút nó chỉ cũng chỉ là hình thức thôi. Còn bây giờ bấm hay không bấm thì tùy các bạn. Một, hai. Khoan khoan cho em hát một câu anh. Rồi hát đi. Hãy nhân đi, nhân đi, nhân đi, đừng ngại ngùng. Không. Còn hát một câu nữa. Thôi đếm đi. Một, hai, ba. Cái mồi biết bấm rồi. Ví dụ mà hát cũng hát là tôi chị cũng vậy. Bên đây kìa, nhấn đi mà bên đây nó tặng mình cho bạn rồi. Hai bạn là không có kiềm chế được cảm xúc. Hai bạn làm quá nhiệm vụ của ông Mai. Nhiệm vụ ông Mai bà mối coi như trước quốc. Giờ đã vậy thôi tới luôn đi. Hai, hai luôn. Người hung nhau cái coi. Đừng có hát nữa, hung đi, hung đi. Hung nhau đi. Hung nhau đi. À, hung nhau đi. Hai, ba. Chưa trúng mà. Chưa trúng. Chưa trúng. Hùng là phải trúng. Hùng là phải trúng. Hai, ba. Rồi mời hai bạn nắm tay nhau để cảm giác cái ấm áp của lần đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ đi xa hơn nữa. Rất là vui, cảm ơn hai bạn. Rất là vui. Và nghĩ rằng là hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Sao, sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái. Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, con người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì vậy? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. À, giới thiệu về mình đi bạn. Giới thiệu cho bạn kia nghe luôn nha. Thì xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Hoài, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo. Năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng. Em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồ thì em không ăn. Rồi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Chứ đâu cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Đừng có quá 30 phút. Không khó gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu luôn. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nổi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện nãy bạn nó khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy món lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái,
Cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết à. Mà bạn đó thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây là anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, tôi là không. Nói trời vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ, do chắc tính cách mình còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp đối tượng. Hồi đó trời ơi, gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Này, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mình mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Anh hỏi có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhưng mà không được. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thấy trời ơi, anh đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn... Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc lắc vậy? Yên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh hỏi thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, không nó quýnh chết. Rồi, em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em biết hung. Lúc thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sống liên quan chớ là bậy nữa. Chỉ có phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến mồi mũi. Bây giờ em ngồi đây em kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên này kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Không phải, em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế quá, nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái, chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Thôi rồi, xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn á. Không, không dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Như vậy ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Không, tướng này được rồi, khỏi thử. Dạ. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng eo. Người ta mắc cỡ tính nết ta vậy mà sao khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi. Eo nữa luôn. Bển đi. Khổ ghê á. Khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mình chịu không ổn, cứ lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi bây giờ anh hỏi thằng gái nè, em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính, vui dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài đúng không? À, càm dạ. Ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ không, bạn đó em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được. Dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu. Yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Này. Thấy uống được chứ anh. Trời cái gì mà ta. Ông muốn không tôi lại được. Ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được thiệt dạ, tình dạ, tốt cũng được. Dạ không thiệt thà. Không anh thiệt thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. Dạ. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 thì cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy.
Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn hả? Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ, chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời, cho nói chuyện em ruột chút coi. Có khi nào tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có đúng không? Ít nói chuyện với là em á. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ, rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của Hải Thảo, dạ, bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn, chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à? Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá, nhá cố gắng. Dạ. Đấy, chính mình nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ, thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy là các bạn hết. Cho em đi học gì học kỳ quân đội chú hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Hai bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ, cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Anh bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy ạ. À. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên, nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Cảm giác em như thế nào? Cảm giác anh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ anh thích. Được rồi. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà có đưa tay ở... thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Quỳnh Linh kêu nắm tay thì... Quỳnh Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Lên đằng xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng có xỉu nha. Không phải thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nhau chắc phải tôi đi theo quá.
tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, máy nước nóng hiệu Sơn Tông, máy nước nóng hiệu Atlantic, tổng trị giá là 7 triệu đồng. Em chưa yêu anh. Em là hơi khó tính, không ưng ý nè, em cào nhào. Làm gì lâu vậy? Dạ, thật ra đến giờ em cũng chưa biết đi xe chị. Ba em thường xuyên cho em đi làm. Chúng tôi thật sự là không muốn được là ở rẻ. Muốn ở gần chứ không phải là ở rẻ. Mời đàn trai. Wow. Rồi, ngồi đi em trai. Và bây giờ xin mời đàn gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào MC Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Cảnh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Ở quận mấy em? Dạ, em ở quận Thủ Đức mà em làm sống thần. Mời về nhà gái. Em tên là Phạm Nhị Phương Quỳnh. Năm nay em 23 tuổi. Đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm giáo viên tiếng Anh của một trường tiểu học. À, giáo viên tiếng Anh ha. Hello, how are you? Today I'm fine, thank you. Ok, thật cảm ơn. Ủa sao anh Linh thì tới đó là anh ok rồi vậy? Rồi, vậy thì bây giờ bên đàn trai sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Điểm mạnh của em siêng năng và chịu khó trong công việc. Điểm yếu của em là hơi khó tính một xíu. Làm việc đó em không ưng ý nè, em cào nhào. Hơi giận tí nhưng mà giận rồi sẽ quên. Cầu nhau sao? Ví dụ làm gì mà sai ý em la lại. Làm gì lâu vậy? Dạ, em hơi la nó vậy chứ còn em không có để bụng nữa. Nè, giờ Quỳnh em giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân em nè. Về điểm mạnh của em thì là em tự tin về tiếng Anh của em. Ừ. Rất là dễ bắt chuyện với mọi người, rất là được thiện cảm của mọi người. Dạ. Còn điểm yếu của em thì em hơi bừa với lại em cũng... Đôi lúc thì em nhanh nhẹn nhưng mà đôi lúc thì em hơi lề mề. Hơi mâu thuẫn vậy. Bên đàn gái nha, bên này nhiều lúc cũng nhanh lắm mà nhiều lúc cũng chậm lắm, vậy có bị la không? Cũng tùy theo lúc chị. Lúc tính tình nó khi trời nó nóng bức quá, nhiều khi mình cũng nó bất thường đúng không? Dạ. Nhiều khi người ta làm nhanh á, làm gì nhanh vậy? Làm chậm thôi. Dạ. Bây giờ mình nói chút tình trường của mình đi đàn trai cho đàn gái biết nào. Em thì trải qua hai mối tình. Thời đi học sinh viên á. Còn thời sau này thì cũng có quen cô ấy cũng được năm mấy. Sau này cô ấy đi ra nước ngoài du học. Thôi luôn. Còn nghiệp không? Đó, đàn trai lý lịch tình yêu vậy, còn đàn gái thì sao? Còn về bản thân em thì em cũng mới đi ra ngoài xã hội làm việc cũng có một năm thôi. Thì thật sự em chưa yêu ai. Ủa vậy là trước đó em ở đâu trong xã hội? Lúc trước khi em ra ngoài xã hội thì em ở trong vòng tay của ba mẹ em. Tức là tiểu thư đó đúng không? Dạ. Tiểu thư đại cát ở trong gia đình, được cha mẹ bảo bọc ha. Dạ. Trời, dễ thương quá. Trời, tiểu thư vậy là hồi lúc mà đi học ba mẹ có đưa đi đón về đi học không? Dạ, thật ra đến giờ em vẫn chưa biết đi xe chị. Là vẫn có người nhà đưa đón? Dạ, đến khi bây giờ em đi làm thì ba em thường xuyên cho em đi làm. Hôm nay đến với chương trình chị hy vọng là có người đưa em đi rước em về. Dạ. Ha. Tôi thấy rằng cặp này có thể hợp nhau về tính tình luôn nè. Cái mong muốn của đàn gái là muốn cái người mà cùng đi với mình trên con đường tình yêu đó là người như thế nào? Về tính cách thì là hoạt bát, đừng nóng nảy. Bên đây không có nóng nổi. Muốn một người có ngoại hình tốt. Quá tốt. Có một cái ngoại hình lý tưởng của ai đó không? Của Quang Đại á chú. Quang Đại là cao quá. Trời ơi. Kiểu này nó lửng lửng ở giữa. Dễ thương hơn Quang Đại một chút. Thôi được rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Mời đàn gái qua xem mắt. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào em. Ý, tóc ấn tượng quá nè. Chào bà mối đi. Em thích con trai tóc làm sao? Em thích undercut đó chị. Undercut rồi đầu đinh, tóc ngắn ngắn đúng không? Dài dài xíu chứ đừng đinh quá chị. Cũng kết nhưng mà chưa under. Mẫu hình bạn gái mà em mong muốn là gì? Trắng. Cao 1m6 trở lên, có công việc ổn định, hiền, siêng năng một tí, có giọng nói hoạt bát. Từ nãy tới giờ em nghe bạn bên này nói chuyện, em cảm nhận như thế nào? Giọng ấm áp, giọng miền Nam ấm áp. So với em thì em có ngại cái chuyện ở rể không? Lúc trước cũng có bạn bè chia sẻ ở rể nó này nọ rồi nó cũng bắt tiền lắm. Nhưng mà em nghĩ theo bây giờ thì
ở rể thì vẫn được. Dạ. Ừ. Tùy theo mình đối xử như thế nào thôi. Rất là nhẹ nhàng ha, bạn trai bên đây em nghe nói chuyện rất nhẹ nhàng, điềm đạm. Chị là thấy được đó, được, hợp hợp. À, thì em cũng có một cái hình mẫu, cái này chỉ là một cái ngoại hình thôi. Thì đây là một cái hình mẫu tương đối của em thì là hiện đại, năng động. Đưa anh coi coi. Dạ. Nó dễ nhiều, tóc quá ta. Giống không, cảm giác giống không? Dạ. Này sao nhìn giống tôi rồi, trẻ quá trời. Thôi gặp đi là bất ngờ. Dễ thương, dễ ông này hơi quạo. Đó, mặt càm ràm đó, mặt cầu nhau đó. Không, mặt bên đây càm ràm nhưng mà mặt dễ thương. Còn mặt cũng quạo quá. Đây em cất vô. Thôi để bên đây cất, ta làm kỷ niệm. Rồi cất đi. Quỳnh, hôm nay em tới đây với ai? Dạ, hôm nay em tới đây với ba và mẹ em. À, có ba, có mẹ, ba dạ. Mẹ hả? Dạ. Chào cô chú. Chào Nam Thư, chào Quỳnh Linh, chào các vị trong khán phòng. Chào bạn trai bên này. Ấn tượng ban đầu của vợ chồng tôi nói chung là có thiện cảm tích cực với bạn. À, bạn cũng có một vài nét tương đồng với em Quỳnh. Mặc dù Quỳnh là con út trong nhà nhưng cái tinh thần tự lập và cầu tiến của Quỳnh khá là tốt. Cụ thể là phụ huynh rất tín nhiệm Quỳnh đến nỗi mà cái lịch học hè của Quỳnh rất là dày đặc. Nó không phải là chuyện tiền bạc thu nhập thêm, nó chứng tỏ rằng là mình có như thế nào thì phụ huynh người ta mới quý mến. Và cái điều đó là một cái mà gia đình tôi cũng rất là mong muốn các bạn, và đặc biệt bạn là có tinh thần tự lập và cầu tiến. Sài Gòn bây giờ rất nhiều cơ hội, và tôi cảm nhận bạn cũng có những cái nét đó. Còn về vấn đề ở rẻ đấy thì tôi nói luôn rằng là chúng tôi thật sự là không muốn được là ở rẻ, muốn ở gần chứ không phải là ở rẻ. Thủ Đức sóng thần cũng không xa đâu, vì ở gần có nghĩa là hai cháu phải tự lập, chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình, còn ba mẹ ở gần sẽ gần gọi, sẽ hỗ trợ những lúc cần thiết. Nói tóm lại, cá nhân vợ chồng tôi ủng hộ hai cháu, hai đứa bấm nút để tìm hiểu thêm. Cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bác rồi. Cảm ơn đàn gái. Tại vì anh có mẹ và em gái rồi. Tại vì cô là dân quê, không biết ăn nói như thế nào cho phải. Chào các khán giả luôn. Cô cũng trồng cho thằng con cô, nó cũng tới nơi tới chốn, cô cũng mừng xí. Chứ còn cô không biết cái gì hay nữa. Thằng con cô thì cái tính nó cũng hiền lắm, nó cũng vui vẻ hòa đồng thôi. Chứ mà điều đó là nó ăn lo đi học, biết không kiếm được bộ. Nên chưa có vợ. Cô dân người quốc ngữ. Chứ mà cô ở trong này cô làm ăn để nuôi mấy đứa nhỏ đi học ra trường thôi. Bây giờ á, trước mặt đàn trai mình nói vài câu với đàn gái đi. À, có thể nếu hai đứa đồng ý thì xin phép đàn nếu, trai. Chào anh với chị. Ví dụ nếu hai đứa đồng ý cho sang năm tôi hỏi cưới cho rồi. Trời, năm nay mới hỏi gọi. Cái này thì gia đình, về phía gia đình thì luôn luôn ủng hộ. Thế còn tùy quyết định hai đứa thôi. Rồi, dạ. Cảm ơn đàn trai, đàn gái ha. Dạ. Hôm nay hai đứa rất là thuận lợi. Dạ, đúng rồi. Mở rào ra để hai đứa mắt chạm mắt. Mở rào. Rồi đó. Tặng cho dạ rồi. Trời, đưa người ta cầm từ từ đi. Dạ, bình tĩnh, khoan từ từ. Dạ. đứng đây. Cái giây phút gặp gỡ nó hết sức quan trọng, nói cái gì trước đi. Dạ, hôm nay đến đây chương trình anh cũng gặp em, cũng là một cái niềm vui của anh, và anh cũng có bó hoa để tặng cho em. Dạ. Dạ. Thì cũng cảm ơn tấm lòng của anh, thì em cũng có một cái món quà tặng cho anh. Thấy dễ thương không? Tặng qua cho bạn gái không? Nó dạ, hôm nay em có cưng quá, được cưng hai đứa hợp quá hả? Hình như tụi nó có gương mặt phu thê á. Rồi hai đứa về chỗ nha. Hẹn hò đó một tuần á thì anh lên em khoảng được hai lần được không? Dạ được. Dạ. Dạ. Anh thường thường cuối tuần thì anh mới rảnh, còn những ngày dạ. thường thì anh cũng hơi bận bịu một xíu. Việc học của anh mà nâng cao cái trình độ á thì anh cũng có là ban đêm có đi học thêm. À. Nói chuyện bạn gái mà dạ không à. Dễ thương gì đâu nè. Hỏi coi bạn gái thích gì. Em có thích đi du lịch không? Dạ em thì rất là thích đi du lịch luôn. Được thì anh lái xe anh rước em đi. Anh cũng biết chạy xe bốn bánh. Dạ. Anh thì quan niệm á, hai con là đủ rồi. Sống thì phải biết thương yêu lẫn nhau. Dạ. Chăm sóc
Và tính anh thì nó tự lập từ nhỏ. Thì đó cũng là một cái đức tính mà em rất là thích, đó là cầu tiến. Mình nói về cảm nhận về nhau đi. Thì anh thấy em nè cũng được. Trời ơi. Lần đầu tiên thấy em cũng dễ thương. Quá được. Anh thì cũng là lớn tuổi rồi. Dạ. Cũng muốn lập gia đình mà được thì tiến tới hôn nhân. Về ngoại hình thì đúng như con yêu cầu đó chú Linh. Cao, chất phác và rất là dễ thương, dễ gần. Dạ. Được không? Được. Hôm nay mình tới với chương trình đó, mình có món quà gì về tinh thần, văn nghệ nè. Anh có bài thơ anh làm cho em. Dạ. Mà xin hỏi em xíu tên gì? Hả? Tên gì? Bạn gái tên gì? Thật thà dễ sợ. Nói từ nãy giờ quay qua. Bạn gái tên gì anh Linh? Quỳnh. Quỳnh. Anh đến đây thì anh đọc cho em bài thơ. Dạ. Cảnh là một chàng trai nơi quê mùa hoang dã, văn chương và tâm tình khô cạn, giống như một hạt cát nằm giữa bãi sa mạc khô khan và cằn cỗi. Làm sao dám nói tiếng yêu một người con gái tiểu thư nơi đài cát ngọc. Quỳnh em biết nói gì đây hỡi em, tờ giấy và dần mực này nó sẽ thay anh bằng tấm lòng chân thật, xuất phát từ trái tim anh chứ không phải bằng đầu môi và chót lưỡi. Tim anh đã khắc sâu hai tiếng, Quỳnh yêu không bao giờ phai nhạt. Trời ơi, dễ thương. Trời nhưng ơi, mà phải hỏi đây là thơ sao? Dạ nó phải thơ không? Thơ cũng thơ được mà dạ, văn cũng được, nhưng nó xuất phát từ trái tim là được rồi. Dễ thương. Anh nghe câu Quỳnh ơi anh đứt ruột. Trời ơi, hồi nãy nó nói chuyện nhỏ nhẹ đọc thơ xong tôi muốn xỉu luôn. Em thấy sao? Còn biết Quỳnh thấy sao nha? Thì em thấy dễ thương hả? Dạ. Hay. Nhưng đó là văn thôi. Dạ. Mình còn phải võ nữa. Bên nhà gái yêu cầu là văn võ phải song toàn. Làm võ luôn em. Dạ. Biết luôn hả? Trời, biết gì khác. Dạ. Trời ơi, rồi em, rồi. Rèn rục thể lực để cho cơ thể mình nó hoạt bát hơn, nó năng động hơn. Thì em cũng có cái bài quyền mà chia sẻ. Em học võ, có học võ đúng không? Nếu mới biết đánh em học võ môn phái nào? Lúc trước em học Vô Việt Nam, sau này em học Nam Quỳnh Đạo. À, Vô Việt Nam, Nam Quỳnh Đạo. Vô nè. Em thấy là an toàn rồi đó. Thấy đàn trai chưa? Bé Quỳnh là không biết chạy xe. Ừ. Đó, có bên người chạy xe. Chạy xe mà ví dụ đi đường gặp gì chống xe xuống đá cạch xuống là hey, là thấy an toàn. Thì đó, con Quỳnh có gì tặng cho bên đàn trai không? Dạ. Trời, nãy giờ là chị làm khó đàn trai lắm luôn, đàn gái thì mình đừng làm chị lắm. Thì bây giờ em cũng đáp lại tấm lòng của anh, thì em xin hát một khúc ngắn của bài Họa Mi Tóc Nâu. Vô hát nha. Em họa mi em không nhớ rồi. Họa mi đâu về coi. Họa mi về hót coi. Họa mi, họa mi hót trong vườn khuya. Họa mi, họa mi tóc nâu là em đó. Họa mi, họa mi. Thôi coi như Họa Mi nó ngủ đi. Thôi không sao hết trơn á. Đàn trai hỏi thiệt đàn gái nè, nhớ tên đàn trai không? Dạ, nãy giờ em tập trung vào thơ với lại võ của anh nhiều quá. Thấy chưa, đàn trai nhớ là tên gái chưa? Dạ. Gì? Tên Quỳnh. Quỳnh, đàn trai tên gì? Tôi hỏi bà mối. Họa mi, họa mi hót trong vườn khuya. Hả anh? Sao đàn anh? Trai tên gì? Đàn trai, trời ơi, đàn trai có một cái tên làm sao mà có thể quên được. Minh Cảnh. Minh Cảnh. Cảnh Quỳnh, chú cho đẹp quá. Cặp đôi này đẹp. Rồi, bây giờ ta tiến hành, bấm nút. Rồi bấm nha. Nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Không phải chuyện đơn giản nha các bạn. Suy nghĩ cho kỹ. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em. Chúc mừng Bé Quỳnh. Nào, nắm tay hãy nhau, nắm tay đi. Nhau. Đó. Cố gắng tìm hiểu với nhau vào ngày sớm nhất để đi đến hôn nhân. Tất cả mọi người đều mong muốn điều đó ha. Xin phép gia đình của đàn gái cho hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, cho xin phép cho con được hôn em Quỳnh. Dạ.
dễ thương hết sức à. Hùng mà tôi cũng nhột. Dễ thương á. Những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nha, hy vọng hai bạn sẽ sớm báo tin vui với chương trình nha. Dạ. Mời các bạn. Đây. Đó, mình bảo vệ Quỳnh nha. Xưa giờ ba bảo vệ, bây giờ là bạn trai bảo vệ nha. Ưu điểm của là nhược điểm. Siêng năng, chịu khó, không phụ thuộc vào gia đình. Đã giận vô cớ gì không? Em phải cãi chừng nào cho em làm đúng được thôi. Giờ tính em nhát đây nữa. Dù bao giờ yêu. Em chưa bao giờ yêu luôn. Em không có thở lọ ra ngoài hết. Nói chung em chỉ để trong lòng á hay gì đó thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Đóng rào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Em xin chân giới thiệu là anh chào Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thoa, năm nay em 29 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Em là nhân viên kế toán cho một công ty về vỏ xe ô tô và du lịch. Thoa quận mấy vậy? Dạ em ở Bình Thuận anh. Bình Thuận vô đây đó hả? Dạ. Sài Gòn hân hoan chào đón Thoa đến nha. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Tư ạ. Dạ. Chào các vị khán giả trong trường quay và các vị khán giả trong xem truyền hình ạ. Chào bạn Thoa bên kia. Bạn Thoa nữa chứ, quên. Em là dạ, tên gì? Em tên Tùng. Gì Tùng? Dạ, em là Lê Quốc Tùng. Lê Quốc Tùng. Lê Quốc Tùng là lùng quốc tế. Em 31 tuổi. Em quê ở Long An, làm việc ở quận 10. Em là nhân viên văn phòng. Mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Ưu điểm cũng là nhược điểm. Ừ. Là em rất là nhút nhát. Nhút nhát. Trong đám đông thì rất là dễ tiếp xúc. Nhưng mà khi có một ấn tượng là dễ bị khớp trong đám đông đó. Có cái tật xấu gì không? Em thì hay đã giận vô cớ gì không? Giận vô cớ, vu vơ. Vu vơ. Ừ. Nhưng mà mau hết giận không? Mau hết giận lắm. Được, mời đàn gái. Em thì là ưu điểm là người vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó, có tính độc lập, không phụ thuộc vào gia đình. Còn nhược điểm là em hay cứng đầu, lèm bèm. Cứng đầu là cứng cỡ nào cưng? Ví dụ như em mà làm đúng mà bên kia nói em làm sai thì em phải cãi chừng nào cho em làm đúng được thôi. Còn về tình trường? Tình trường thì nói chung là em cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời mà sinh viên, còn mối tình thứ hai là lúc mà em đi làm thì quen anh đó cũng... chia tay được 2 năm rồi đó chị. Tại sao mình chia tay? Dạ do ảnh nói em là người không có quan tâm, không có chăm sóc gì cho ảnh, chung là bỏ bê ảnh á. Nhưng mà em có thực sự không quan tâm không? Có quan tâm nhưng mà em không có thở lọ ra ngoài hết. Nói chung em chỉ để trong lòng á hay gì đó thôi. Sau đó rồi mình có muốn tìm hiểu ai nữa không? Dạ có, nói chung ở khu em á là cũng ví dụ như là Mai Hàn Quốc rồi gì đó. Em cũng đăng ký 2 lần lận, nhưng mà lần một á là em là cẩn thận, em phải gặp người bên kia về thì em mới đồng ý. Nhưng mà bên kia thì nó nói là phải đồng ý luôn, làm liền luôn á, nhưng mà em lại không chịu. Còn người thứ hai á là người thân trong gia đình hay gì đó làm Mai em thì em cũng thấy nó vậy nên em không có sợ bị lừa gạt. Nhưng mà là người Hàn Quốc đúng không? Chị đó lấy chồng Hàn Quốc rồi chị. Cái anh đó là em chồng của chị. Rồi chị mới làm Mai cho em. Xong thì em... anh đó cũng phải là người Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Xong rồi em thấy như vậy á, em cũng đồng ý. Tại vì tụi em cũng lớn rồi. Chị nói là qua Tết anh đó sẽ đồng trả lời lại cho em. Xong tự nhiên qua Tết thì trả lời lại em là ảnh đó công việc chưa ổn định cho nên ảnh chưa có về Việt Nam lấy vợ được. Xong không được. Tức là hai lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc đều thất bại. Đều thất bại. Vậy là chưa có duyên với Hàn Quốc đó em. 29 tuổi mà lớn tuổi gì không? Dạ lớn chị. Bạn em đồ gì có gia đình có con hết trơn. Còn có một mình em chưa có gia đình. Em nói vậy chị đau quá. Rồi vậy còn bên đàn trai? Dạ tính em nhát đây nữa. Cũng chỉ thích để ý người ta thôi chứ cũng chưa bao giờ yêu. Em chưa bao giờ yêu luôn. Có mối tình đơn phương nào không? Thích thì thôi chứ không dám nói luôn á. Em thích người ta thích cỡ nào mà không dám nói? Để ý thì thôi. Hoảng. 31 mà chưa có mối tình nào luôn. Chưa yêu ai hết. Chưa yêu lần nào. Thì thua hả? Chị nhìn thôi chứ không dám nói. Có lén lén hôn ai lần nào chưa?
Chưa luôn, chưa nắm tay luôn. Trời ơi. Đơn phương không nói luôn. Không nói luôn. Để rồi nhìn người ta đi lấy chồng. Nhưng mà giờ em thích con trai hơn gái. Hả? Hả? Gái. Hả? Mà chắc không? Em có chắc là em thích con gái không? Thích. Thiệt không? Thiệt. Ông Mai à, bà sao? Mối muốn kiểm tra. Kiểm tra làm sao để biết là ta thích con gái? Kiểm tra làm sao để biết được người đó là con trai? Cái này tôi không kiểm tra được. Mà chắc chắn luôn. Chắc chắn là bây giờ hỏi thì về để xét về mặt tâm lý đi ha. Đủ gã bên kia không được sao. Em có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Em thấy hai người người ta hôn nhau đó em cảm giác cái gì? Nói chung là nó cũng giác, cảm giác bồi hồi. Bồi hồi đúng không? Thấy hai người ôm nhau có bồi hồi không? Bồi hồi. Có bao giờ nằm mơ thấy mình hôn một ai đó không? Cũng có. Ừ. Được, cái này cũng có cảm giác. Nhưng mà tại sao 31 tuổi mà không có nắm tay ai là sao em nhát tới mức vậy hả? Cái tại ngại. Tại ngại sao? Hả? Ừ. Em cũng muốn lấy vợ không? Để lấy. Muốn lấy chồng không? Không. Cái chuyện này là ông phải thật sự chịu trách nhiệm nha. Ok, qua một cuộc sơ sơ chừng 30 giây tôi đã hiểu. Đây là người đàn ông đích thực. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là gì? Em thích dạng gái là đơn giản, hai người cùng chăm lo qua lại. Về ngoại hình? Người gái bình thường thôi, khoảng 1m58 hoặc 1m6 cũng được. Thoa bên này là ở Bình Thuận. Mà bạn gái này ở Tánh Linh thôi ta. Em ở đâu Thoa? Em ở Lan Ghi ạ. Lan Ghi. Cũng gần thôi em. Điểm nào mà em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng. Ừ. Nhậu nhẹt nhiều. Ừ. Nói nhiều. Tóc bị hói á chị. Bên đây có hói mà hói hiền hòa. Nhẹ nhàng thôi. Dạ, nhẹ nhàng thì được ạ. Chứ ừ. Hói nhiều quá nhìn thấy nó xấu. Hói nhiều có gì đâu mà sợ. Dạ, nó xấu anh. Chị còn mẫu mà người bạn trai lý tưởng mà em mong muốn là gì? Giống như anh Huyền Linh là được rồi chị. Biết quan tâm, lo lắng. Anh Huyền Linh là hói nặng. Không, nhưng mà em nghĩ là tính tình rồi hình dáng rồi gì đó chị. Anh đâu có hói nặng đâu, anh cũng hói hiền hòa mà. Sao cô gái nào bước vào tham gia chương trình cũng mong muốn một mẫu người lý tưởng là như anh Huyền Linh nhỉ? Ê cha. Em chào anh. Chào em. Dạ. Trời ơi. Chào em. Người ta dễ thương vậy mà không ấy sẽ được đúng không em hả? Dạ đúng rồi. Ừ, bên đàn gái đưa ra tiêu chuẩn như vậy em thấy em có bao nhiêu phần trăm đáp ứng được? Em thì cũng 70-80. 70-80 luôn ha. Chỉ có hơi hối hiền hòa chút thôi. Trong tâm trí của em tưởng tượng người yêu của em như thế nào? Thùy mị. Thùy mị. Đơn giản và biết quán xíu là được. Ừ, tội nghiệp lắm em, 31 mà chưa nắm tay con gái lần nào chứ á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ. Nha. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ, mẹ với lại hai anh chị. À, có gia đình hả? Xin dạ. Chào đàn trai. Dạ, xin chào Quyền Linh với lại cô Năm Thư. Dạ. Rồi, chào đàn trai. Tùng nói chung là hồi nhỏ dạ là nó con trai thật sự. Mình sinh ra mình biết. Tại nó hiền quá, thành thử ra nó nhát gái nữa. Không có dám tỏ tình với ai hết, thích người ta nhưng mà không dám tỏ tình. Bạn gái bên đây thấy cũng dễ thương, cũng được. Thì đến đây cũng có cái duyên thì cho hai đứa tự quyết định chứ con chịu đâu, cha mẹ chịu đâu. Cảm ơn đàn trai rất nhiều. Thấy không, mẹ ủng hộ rồi đó. Hoa, hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em tới với cô và chị em và bạn bè ạ. Dạ, chào người nhà của Thoa, chào cô. Con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư cùng mọi người trong trường quay hôm nay. Thì Thoa của em thì mạnh mẽ có, thì mị có, nhưng mà cái tính tự lập của chị rất là cao. Cái khả năng làm việc của chị ấy rất là dữ dội. Anh bên đây thì em thấy học bác vui vẻ. Chưa có mối tình bất vai thì thấy cũng hơi bồn chồn. Hơi bồn chồn chút hả? Đến với chương trình hôm nay thì cũng như là một cái duyên. Cũng mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn nhà gái. Một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người ở Bình Thuận. Nếu như hai đứa có thể đến với nhau thì em có đồng ý vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp? Thương nhau và tin tưởng nhau, yêu nhau thì nơi nào mà có dễ xin việc làm hay gì đó thì mình có thể đến với nhau. Mở rào. Đó, không gian này của hai đứa đó. Chào. Tặng bông. Tặng. Tặng ít. Em cảm ơn. Em cũng có quà tặng anh. Dạ, rồi, đây là đặc sản của em, Bình Bình Thuận đem vô. Dạ. Tiêu à? Dạ không ạ, Thanh Long ạ. Thanh Long, rồi cảm ơn. Gì vậy? Dạ Thanh Long. Ăn được không?
Dạ được. Nhớ chia tui trái nha. Dạ. Này Thanh Long trồng đó. Dạ. Không thuốc. Hả? Organic hả? Sao biết không thua không thuốc? Nhà chồng. Ruột đỏ ha? Dạ. Rồi được á. Là sao, ý anh là sao anh Linh? Chúc mình sinh con trái hai mình chia. Rồi. Nhìn đi Tùng, nhìn cô gái đi. Thấy sao? Dạ được, dễ thương. Được sao? Anh hãy để bạn tự lực cánh sinh đi. Chứ không tự lực cánh sinh biết khi nào mới có bạn gái. Tại tính tình ấy. Anh lo quá, thôi tự do đi cưng. Anh có thích yêu xa không? Anh không quan trọng. Quan trọng là hai bên cùng hợp là được. Ví dụ như yêu xa vậy rồi, khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được? Khoảng một tháng. Anh có hay đi du lịch ở Bình Thuận không? Bình Thuận hồi trước đây là Tánh Linh. Ở chỗ em thì biển nhiều lắm, giờ này nó phát triển. Nên anh có cơ hội thì cứ ghé chỗ em chơi. Okay. Em sẽ dắt đi miễn phí luôn. Anh có sách tắm biển nữa. Anh có hay nhậu không? Cũng có nhậu. Chắc em đi nhậu nhiều lắm đây. Tại vì em nghe trai miền Tây là nhậu thôi. Không, vậy anh nhậu tùy ha. Ví dụ như có việc thì nhậu, chứ không có nhậu kiểu là nhậu liên bi ly bì. Em thấy trai miền Tây toàn là uống rượu, anh toàn canh cảnh không, em thấy sợ. Tôi trai miền Tây nha. Đụng chạm nha, tôi không có nhậu nha, tôi không có lầy nha. Tôn, em nghĩ như thế nào về việc là Thoa đã từng hai lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc? Quan trọng là cái sự ổn định thôi. Thì mình cung cấp sự ổn định thì nó sẽ ok thôi. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì nhưng mà chất lượng bên trong có tốt hay không? Chất lượng, cái đó tự em kiểm tra. Tại nãy anh nói anh nghi rồi. 31 tuổi chưa nắm tay đó. Đúng rồi. Anh có 6 múi không? Em nghi anh 1 múi. 1 múi. Bây giờ để tạo điều kiện thêm để xem có cảm giác gì không? Hai đứa lại nắm tay cái coi. Chủ động nào, nắm chặt tay nhau hai đứa coi. Chắc chắn chưa anh? Chắc chắn. Đâu, nắm coi sao? Nắm đi. Nắm gì? Nắm tay coi. Tờ trái tờ phải nè. Gì bắt tay hả? Nắm tay chứ mới bắt mày. Nắm tay. Rồi nắm tay. Dạ ấm. Không phải, từ từ. Đây nè, tao buông cái này ra. Thử coi. Hai đứa nhìn nhau chứ nhìn anh chứ. Mà nhìn anh là có vấn đề nha. Anh Linh, anh vòng ra sau lưng đi. Đứng đỡ, sợ xỉu. Được chưa anh? Được rồi. Không, em chưa, thấy được. Để coi. Anh xỉu, dạ anh nó rung quá. Em thấy anh đang rung. Hả? Em thấy anh đang rung. Tôi đang rung đó. Dạ đúng rồi. Tôi rung cả người luôn chứ. Tại giờ anh chưa nắm tay, anh rung. Em nhìn thẳng mắt cô gái này coi. Nhìn thẳng mắt cổ, nhìn vô. Nhìn coi. Thở đi em, thở đi, hít thở. Hít thở sâu vô, từ bớt rung. Hít đừng sâu vô, nhìn thẳng mắt cô gái ấy, nhìn thẳng vô. Đừng có nhìn anh. Em rung. Rung cái gì, có anh đây nè. Không nhìn đâu hết nha. Rồi. Nhìn thẳng coi, thấy mắt cô sao? Lớn, 2 mí. 2 mí, nhìn thẳng vô mắt, đừng có nhìn qua anh. Thấy có cảm giác gì chưa? Thấy rung rung, hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Hồi hộp với anh hay với cổ? Với cổ. Nhìn đi, nhìn cổ, đừng có buông ra. Coi như không ai đi, nói gì với cổ đi. Em dễ thương. Rất là dễ thương. Dạ rồi em anh thích kìa là... Anh phải mạnh mẽ lên. Phải cầm lâu á. Tự nhiên thì anh mỏi chưa, thả ra đi. Rồi. Đó rồi anh cứ nói đi. Nắm tay mà nó nói sao nắm tay lâu quá vậy. Cảm giác giờ sao? Hay bị rung. Hả? Hay rung. Hơi bị rung đúng không? Tim mà đập nhanh. Vậy là có chút xíu bản lĩnh đàn ông rồi đó. Dạ. Thôi được rồi. Đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Hả? Anh hy vọng rằng em, nếu mà hai đứa đến với nhau thì em sẽ hỗ trợ cho anh ấy. Đây là một người rất là dễ thương. Thật sự người ta gọi đây là quý hiếm đó. Thoa anh cứ đi. Rung quá. Mình làm giúp bạn bớt rung đi em. Em hát một khúc thôi nha. Dạ. Đêm hôm nay sao quá hát chơi vời, đằng lòng đau bước chân ra hát rời. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa mù khơi. Khi xưa mình bên nhau em dẫu không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiêu là mơ, nhiêu là yêu. Suốt cuộc đời này chắc không bao giờ anh hiểu. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi hãy đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã có phải dừng lại, mong anh ấy. Dạ, lạc rồi. Mày là tên gì em? Dạ, về đây em lo ạ. À, về đây em lo.
Nãy giờ là mình nắm tay, mình cảm nhận như nhau, mình chia sẻ với nhau rất nhiều. Bây giờ tới một cái thời điểm hết sức là quan trọng là bấm nút. Nếu có cảm tình với nhau, chúng ta hãy mạnh mẽ lên, kiểm tra lại con tim mình. Nếu các bạn cảm giác thật sự rung động thì bấm nút. Nếu không phải, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho hàng triệu người đang xem truyền hình bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay. Nắm tay hả? Đã mới nắm rồi mà. Là không thích nắm nữa hay sao? Không, hả, nắm sợ, sợ bà gái ngại. Sợ nắm hoài bà gái ngại mà. Thì bây giờ hung nè. Thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, sợ ngại. Nụ hôn đầu tiên của em nha. Nụ hôn đầu tiên hết sức là quan trọng trong cuộc đời của Tùng. Lê Quốc Tùng, anh muốn là em phải hung để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Nếu mình không hung là mình không phải đàn ông đó nha. Không, không phải. Sợ bạn gái ngại, thôi cùng tay vậy thôi. Bạn không có ngại. Bây giờ em xin phép cô đi. Thì trước giờ cũng chưa quen ai nên tính của con nó nhát. Vợ cô cho em sắp sinh ra hung ta một cái. Không, hung má, không hung tay. Dạ, hung má một cái thôi. Bắt đầu. Từ từ thôi, má chứ đâu phải là... Dạ, tóc được rồi. Không, 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 không. Nụ hôn đầu đời hết sức là quan trọng. Đây là dấu ấn đầu đời nào. Không, đàn ông, đàn ông. Rồi, cuối cùng Tùng cũng có nụ hôn đầu đời. Nghe, nghe nhau ngọt kìa. Ngọt ha. Vô, nắm vô. Thôi gì thôi. Tự nhiên thôi.